Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vì sao mùng 1 Tết đi chùa không nên cầu tình và tiền? Là bởi vì thứ nhất, Đức Sĩ Đạt Ta như là một thái tử có đầy đủ tình và tiền, nhưng Ngài đã ra đi để vào rừng tu tập và cầu giải thoát. Người xuất gia muốn cầu giải thoát cho nên cũng bỏ hết tình tiền mà ra đi. Mình người cư sĩ đi vào chùa đầu năm đầu tháng đi cầu cái thứ mà người ta bỏ hết. Họ bỏ hết, họ đâu có mà họ cho. Cho nên điều này không có hợp lý khi cầu tình và tiền ở trên chùa. Hơn nữa là cái ngày đặc biệt đầu năm. Nếu mà tâm mình tha thiết cầu hoài không được, dễ sinh cái tâm nghi ngờ và hủy báng tam bảo, nói rằng Phật không linh, nhân quả không đúng. Kính thưa quý vị, Phật lúc nào cũng linh, nhân quả lúc nào cũng đúng. Nhưng tâm mình không thành và lòng mình chưa tốt. Tâm mình không thành ở chỗ nào? Đó là có phải mình dễ dàng gì thờ kính đảnh lễ cúi đầu lạy một ai mà họ với mình giống nhau không? Không. Bởi vì Phật làm được cái điều mà mình không làm được, đó là Ngài không có lòng tham và không có ích kỷ, Ngài buông bỏ. Nhưng khi cúi đầu đảnh lễ xong, mình cúi xuống và bắt đầu cầu xin đủ thứ. Một nải chuối dâng lên, mình cầu xin hàng trăm hàng ngàn điều, từng trái chuối nặng nó muốn rơi xuống lại, đó là lòng tham của mình. Và nhân quả thì chưa bao giờ sai, nhưng bởi vì mình không hiểu nhân quả cho nên mình trồng cái nhân nó sai lầm, mà mình mong cái quả nó ngược lại. Cái điều đúng nó sẽ không đến với mình nếu mình làm điều sai. Từ khi mình làm điều đúng nó mới đến với mình thôi. Đầu năm đầu tháng mình gieo cái nhân gì? Mình lên chùa mình gieo cái nhân sinh, thì cả năm mình sẽ gặt cái quả thiếu. Nếu mình gieo cái nhân cho thì mình mới gặt cái quả dư thừa. Bởi vì có thiếu mới đi sinh, có dư mới đi cho. Mình có muốn đi mượn tiền ai đầu năm không? Không. Bởi vì mình mượn tiền, mình muốn cả năm mượn tiền, mình đâu có muốn vậy. Mình hiểu điều đó thì đấy chính là nhân quả. Gieo nhân nào là gặt cái quả đó. Nó quá rẻ để mà một ngày đầu năm mình gieo một cái nhân cho đi, để cả một năm mà mình gặt cái quả là dư thừa. Hơn nữa mình tới cái nơi già lam thanh tịnh như vậy, đầu năm đầu tháng mà mình bàn cái chuyện yêu đương nam nữ, liếc mắt đưa tình, gạ tình kẻ xuất gia tu hành, điều đó có đáng chê trách không? Rất đáng. Hoặc là cái chuyện buôn bán lời lỗ kinh doanh giống như chợ quán bên ngoài, thì cái điều đó có đáng chê đáng trách không? Có. Vậy thì tại sao mình ngồi xuống mình quỳ trước Tam Bảo, Đức Thế Tôn Trang Nghiêm, mình lại cầu chuyện tình duyên, yêu đương ân ái, mình lại mong muốn mua may bán đất, lợi ích cho bản thân mình? Có thể người đời không thấy, Phật Bồ Tát từ bi không quở, nhưng Long Thiên Hộ Pháp, Long Thần Thổ Địa, gia hộ nơi Tam Bảo đó, có thấy được cái tâm vốn phàm phu và ích kỷ của mình và làm ô uế bất tịnh cái nơi già lam thanh tịnh đó không? Mình không gieo công đức, mình đi lên cầu xin. Ở trên thì mình cầu xin Phật, ở dưới thì kiếm cái gì đó lạ lạ, hên hên, cúng ở trên bàn thờ, mang gì về nhà, làm của quý. Điều này rất nguy hiểm. Và cho nên đi chùa ngày mùng 1 Tết là mình để tạo phước chứ không phải để tổn phước. Tạo phước thì cái tâm của mình nó phải thành kính qua cái thân này trang nghiêm, ăn bặn phải sạch sẽ, gọn gàng, phải đơn giản và lịch sự. Và không có nên mang đồ đạc hoa hè quá nhiều vào ở cái nơi thanh tịnh để thể hiện con người mình giàu có, xinh đẹp. Cho nên phải cẩn thận. Rất là dễ xúc phạm với cái ý niệm bằng lòng tham của mình khi đi chùa vào mùng 1 Tết. Đó là lý do vì sao mình không có nên cầu tình và cầu tiền vào cái ngày đặc biệt thiêng liêng của đầu năm. Và giả dụ mình cầu mà được thì chuyện gì xảy ra? Nếu như đó là tình thì sau này cái người mà ở với mình đó, mình sẽ nói là tôi chắc mắc nợ ông quá, hay bà là cục nợ của tôi. Thì đúng rồi, bởi vì của cho là của nợ. Ngày xưa bà lên chùa, bà đi cầu mà bà có được tôi thì của này là của cho là của nợ. Bà không hiểu được cái điều đó sao? Đây không phải là chuyện vui, nhưng bởi vì cái duyên nó đủ thì tự động hữu xả tự nhiên hơn. Lần này mình thúc ép, mình miễn cưỡng, mình thúc đẩy cái duyên thì cái duyên nó trở thành cái nợ. Duyên thành cái nợ, mình đau khổ rồi mình nói người ta làm mình khổ cục nợ của mình. Mình tạo ra cục nợ đó nó đến sớm hơn cho ai. Còn nếu mà tiền mà mình xin thì mình, giả dụ mình được cái củ phước của người khác chứ không phải của mình, thì đó là mình mượn phước, mình xài tạm. Cái gì mượn thì sao? Phải trả. Mình trả bằng cách nào? Là cả năm đó mình rất là tiền rất là nhiều, nhưng tiền đó là toàn tiền vay mượn. Mà nếu như đó là tiền của mình bằng cái sự cầu sinh thì mình phải trả bằng cách khác, đó là bệnh tật hoài.
Đó là lý do thứ hai ta không nên cầu tình cầu tiền mùng 1 Tết ở nơi chùa miếu. Vậy thì ta nên làm gì? Mùng 1 Tết dĩ nhiên luật nhân quả là gieo nhân nào gặt quả đó, nên gieo cái nhân cho đi. Nhưng người ta hỏi là thầy ơi không có cái gì cho. Kính thưa quý vị, có hay không không phải là cái gì trong vòng bàn tay này, mà là cái gì ở trong tâm mình. Trong tâm mình đến lúc nào cũng có. Cho đi bằng cách nào? Có hai. Một, đối với ở trên ta cho Phật, Bồ Tát, Tam Bảo, cho cái lòng thành kính và cúng dường. Ở dưới thì mở cái tấm lòng bao dung để bố thí và đối đãi tốt với người, và làm công quả, thắp cái hương, ngồi thiền, tụng thời kinh, quét cái nhà, lặt cọng rau, mỉm nụ cười hoan hỷ, kính chào quý thầy, quý cô, Phật tử, đem đến cái niềm vui đầu năm, kính chúc họ trọn một năm an lành, hạnh phúc. Đó là cái phước có thể mình tạo ra được. Và khi mình khởi thiện niệm đi chùa làm phước là ông bà cha mẹ, tổ tiên, người còn kẻ mất, nội ngoại hai bên, oan gia trái chủ, người thương kẻ ghét, cố tình vô tình mà họ xưa nay với mình có nhân, có duyên, có oán, có thù gì đó, họ sẽ bám theo mình và họ nhờ cái chút phước đức đó mà mình hồi hướng cho họ. Thành ra cả năm, nếu mà người tốt họ sẽ giúp mình, nếu người xấu họ nhờ cái phước của mình mà họ không có bám theo, họ phiền hà nữa. Cái công đức đó mình có thể làm ở trong ngày mùng 1 rất là tốt đẹp. Kính thưa quý vị, mình đến chùa, mình nên xin cách để mà giúp cuộc đời này, chứ đừng có nên xin cuộc đời giúp mình. Nếu mình giúp đời thì đời sẽ giúp mình, còn mà mình xin đời giúp mình thì mình sẽ nợ đời. Cái dốc hết tình này ta trả nợ đời không bao giờ xong. Nếu đặt cái địa vị mình là ông Phật ngồi ở trên đó, có hai người tới xin mình, hai người đó có tiền tình của cải vật chất giống nhau, mà một người tới xin giúp đời, một người tới xin đời giúp mình, thì mình có năng lực lớn, mình sẽ giúp ai? Mình sẽ giúp người có tấm lòng lớn, đúng không? Chắc chắn như vậy. Cái người lớn họ sẽ cung kính và muốn yểm trợ, hỗ trì cái người có tấm lòng lớn. Khi đời mà cho mình dư giả, hạnh phúc, đầy đủ, thì đời đang muốn mình giúp đời, giúp nhiều người khác. Khi mà đời khiến mình khó khăn, thiếu thốn, đau khổ, là đời muốn mình rèn luyện, muốn mình tu dưỡng, muốn mình vượt lên trên cái giới hạn của bản thân. Cho nên thay vì đến chùa mình cầu những gì mình chưa có, thì hãy cầu cái phẩm chất tốt đẹp ở trong lòng. Khi mà ở trong tâm mình có đủ cái phẩm chất lớn, thì tự động đời sẽ hỗ trợ phẩm chất đó, và một cách tự nhiên mình sẽ có những gì cần có để mình hỗ trợ đời. Nếu phẩm chất mình không có mà mình có quá nhiều những thứ mình hưởng thụ, điều này rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm thế nào? Nguy hiểm giống như là một lưỡi dao bén cộng với một cánh tay yếu là bằng với máu đổ. Cái đức mỏng mà cộng với cái ghế cao là bằng với họa lớn. Cái danh to mà cộng với cái lòng hẹp là bằng với sự bất an. Vậy nhân nào quả đó, hãy làm lớn lòng mình thay vì tìm những gì mình chưa có để họa nó chờ trong cả năm. Kính thưa quý vị, chia sẻ năm mới như vậy để chúng ta đi chùa và khởi một cái thiện niệm cho nó trọn vẹn. Khi lên chùa rồi, cẩn thận cái động tác, cách ăn bận, cái lời nói, và tạo phước trọn vẹn một ngày. Khoan hãy đi đâu, hãy về đến nhà, rót miếng nước, bưng miếng cơm cho cha mẹ, đem cái năng lượng thánh thiện, thiêng liêng của Tam Bảo về nhà, và biến nhà mình ít nhất một cái không gian giống như chùa vậy, cho nó trọn cái ngày của mùng 1, làm toàn là việc thiện. Điều đó là điều xứng đáng nên làm của ngày đầu năm mới, mùng 1 Tết. A Di Đà Phật.